How are you? How's everybody? Mọi người mạnh khỏe không? So now is the last satsang before the Lunar New Year, which is on the first. Okay? So đây là một cái satsang cuối cùng trước ngày Tết. Okay? So then, it's also the my wish to you for next year. Lunar calendar is also very important because, you know, a lot of people follow the Lunar New Year. Rất là nhiều người theo cái lịch âm lịch. Okay? Thành ra nó làm cái gì nó quan trọng. So then it's a very important change. Okay? It's not just only for Asia or Vietnam, but for a lot of people. So this is an important time. So the same like we prepare for New Year, Western calendar New Year. So now you prepare for Lunar New Year. Bây giờ mình phải sửa soạn cho cái năm mới. So this New Year upcoming is the year of the tiger. Yeah. So that's why I have the idea to talk about courage today. Cái lễ Tết đó thì là Nhâm Dần đúng không? Thành ra tôi muốn nói về cái sự can đảm. Tại vì cái bà mẹ Durga, because this is a picture of Durga. Durga represents the courage or the inner strength. And she sits on the tiger. Sometimes she sits on the lion. So she has 8 arms, 8 weapons. Vị thần Durga ngồi trên một cái con cọp hay là con sư tử với 8 cái tay và rất nhiều vũ khí, tượng trưng cho sự can đảm, mạnh mẽ, tâm trí mạnh mẽ. So this is that's why I say next year is a year of Durga. Thì là năm tới sẽ là cái năm để mà mình nhớ đến sự mạnh mẽ ở bên trong của mình. So the strength should be the inner strength, not the external strength. Cái sự mạnh mẽ nó là sự mạnh mẽ bên trong chứ không phải là bên ngoài. So inner strength is the strength of your spirit. And it's not the strength of Swami Sivananda say, the strength of your bank balance or your external power like gunpowder. Swami Sivananda nói là cái sự mạnh mẽ của cái tâm trí bên trong chứ không phải của cái tâm linh hồn bên trong chứ không phải của cái khi mình có nhiều tiền trong nhà băng ấy, thì mình thấy mình mạnh mẽ lắm. Hoặc là khi mình có súng rồi mình thấy mình mạnh mẽ lắm, nhưng mà không phải. Sivananda nói là mạnh mẽ trong cái tâm linh tinh thần của mình. So we need to think about this for next year because actually we need to think about it all the time, but specifically next year because we need the strength. Chúng ta cần cái sức mạnh bên trong, nhất là năm tới. So now this year we still have a pandemic, still not ending all over the world. So people are still very much afraid of many things. Nhiều người rất là sợ hãi tại vì vẫn còn cái dịch. So then we're afraid of disease. We're afraid of losing job. We're afraid not having enough supply. Mình sợ rất nhiều. Sợ bị bệnh. Sợ mất việc.
rồi sợ không đủ đồ ăn. So courage is the opposite of fear. Cái sự can đảm là ngược lại với lại cái sự sợ hãi. Thì mình hiểu sợ hãi là gì thì mình hiểu cái sự can đảm là gì. So if you know what is fear, then you know what is courage. Okay. So there's a lot of definition of fear and courage, but one thing that the scripture of yoga said is fear of death is one of the main cause of misery, according to Raja Yoga Patanjali. Thì vị thầy Patanjali đã viết ra quyển sách về Raja Yoga nói như vậy, là cái sợ hãi quan trọng nhất là cái sợ hãi về sự chết. Đó. Từ cái sự sợ hãi chết, tức là mất cái thân thể, cái tâm trí này, thì là mọi người sợ hãi rất là nhiều thứ. So, fear of death is a fear of losing your distinctive personality. Tức là cái sợ là mình mất cái cá tánh riêng của mình. Mình sợ cái đó, mình sợ mất cái cá tánh riêng của mình. Tại khi mà mình gắn kết vào cái thân thể thì là mình gắn kết vào cái cá tánh riêng của mình. When you are attached to your body, then you are attached to your distinctive personality. Okay? So normally people go through life to build up their distinctive personality. Bình thường mọi người lúc nào cũng sống đời sống để mà có một cái cá tánh riêng biệt. Bây giờ mà bảo mà bị mất đi đó, thì họ rất là sợ. So then they are very afraid of losing that. So that's why you need to think of yoga teaching and spirituality teaching is very, very opposite, very different than normal psychology. Cái sự dạy dỗ của yoga, triết lý yoga, nó rất là khác biệt, nó gần như là ngược lại với lại cái sự dạy dỗ bình thường trong đời sống bình thường. Yoga thì mình muốn nhập vào một và mất đi những cái gì mình cho là cá tánh riêng biệt của mình. So in yoga is the opposite. We said that we want to merge with the one and we want to let go of our separateness or our distinctive personality. So completely opposite. Ngược lại hoàn toàn như vậy. So you need to understand why it is like that. Anh phải hiểu là tại sao là như vậy. Thì ngay chính trong quyển sách Bhagavad Gita, in the scripture of Bhagavad Gita, which is the greatest scripture of mankind, it is said one of the first qualities is fearlessness. Ta nói rằng cái phẩm chất quan trọng nhất đầu tiên đó, virtue, đạo đức hạnh, mà quan trọng nhất là fearlessness, tức là không có sợ hãi, tức là sự can đảm. Đó, đây là tôi có quyển Bhagavad Gita. You can turn to Bhagavad Gita chapter 16. Yeah, the yoga division between the divine and the demonical. Là cái yoga, khi mà hiểu được cái yoga là sự khác biệt giữa cái tinh thần thánh thiện và cái tinh thần ác tà. Đó. The difference between the divine and the demonical. That means the higher mind and the low mind, if you like. Okay? So chapter 16. So then it lists all the qualities. Thì trong cái chương 16 này thì
có tất cả những cái phẩm chất của cái người mà có cái tánh thiêng liêng, thượng trí. So then it says fearlessness, number one. Okay. Không sợ hãi. Purity of heart, tức là sự thanh khiết trong tâm trí, trong cái trái tim của mình. Steadfastness in knowledge and yoga, tức là cái sự trì trí, kiên trì trong cái kiến thức và yoga. Đó. Almsgiving, tức là người từ thiện, làm việc từ thiện. Control of the senses means có cái sự kiểm soát về những cái giác quan. Sacrifice, the spirit of sacrifice is a spirit of be able to let go of your own personal interest for something higher. Study of scriptures, là học hỏi về kinh sách. Sacrifice là hy sinh. Study of scriptures là học kinh sách. Austerity là sự khổ hạnh, hay là sống đời sống thanh đạm. And straightforwardness là cái sự thẳng thắn đó. Thì cái đó nó sẽ làm cho mình thành một con người rất là thánh thiện. So all these qualities will give you called the divine qualities. Okay. And if I turn to the negative qualities, then it says hypocrisy. Thì hypocrisy là đạo đức giả. Okay. Arrogance là sự kiêu ngạo. Self-conceit cũng giống như là kiêu ngạo. Anger, giận dữ. Harshness and ignorance, tức là harshness, tức là harshness is not being nice, tức là không có, rất là khắc nghiệt, không có dễ thương. And ignorance, tức là không có kiến thức. Belong to one who is born of demoniacal state. So if you have these qualities, then it's your lower nature acting. Nếu mà mình có những cái phẩm chất này đó, kiêu ngạo, rồi giận dữ, rồi không dễ thương, rồi đó là những người đó đến từ cái chỗ, cái hạ trí. And later on, the Bhagavad Gita said also, it's very nice, it said, the demoniacal know not what to do and what to refrain from. Cái người mà có cái tánh ác tà, tức là bị sử dụng bởi cái hạ trí. Know not what to do and what to refrain from. Thì không biết cái gì tốt để mà làm, mà cái gì nên tránh. Đó. Họ không biết cái gì nên làm và cái gì nên tránh. Tức là họ đen tối, không biết cái gì hết. Neither purity nor right conduct nor truth is found in them. Tức là họ không có cái sự thanh khiết. Họ không có cái hành động tốt. Và họ không có cái sự thật. Đó. Thành ra thì mình thấy rồi đó, là cái người nào mà có cái sự mạnh mẽ, có cái sự can đảm, phải là người dùng được cái thượng trí của mình.
So then you see the people that have this sense of courage, fearlessness, has to be able to control their low mind and has to be able to exercise their divine nature or the higher mind. So within us, we have always these two fighting with each other. Trong chúng ta lúc nào cũng có hai cái trí, hai cái loại tâm trí đó. Lúc nào nó cũng đánh nhau. Hạ trí và thượng trí. Cái tánh mà gọi là tánh ác tà và cái tánh mà thiêng liêng. The two sides of our nature always fighting each other. And what it takes for you to be able to use the higher mind? Thì mình cần cái gì để mà có thể sống mà bằng cái tâm trí thiêng liêng của mình? Fearlessness, courage. Mình cần cái gì? Mình cần cái sự can đảm. Mình dần cái lòng can đảm để mà mình có thể đứng lên và mình đánh lại những cái tánh xấu của mình. You have to stand up and fight against your own low nature. And you need to, it takes courage. Okay. So the most important quality is courage. So the Swami Sivananda says in this book, How to Cultivate Virtues and Eradicate Vices. It's a good book. Làm thế nào, cuốn sách này cũng thầy. Làm thế nào mình có thể mình trau dồi những cái đức hạnh tốt và mình có thể bỏ đi những cái tánh xấu. Đó. This is a good book. Because it's whole dictionary. Nó như là một cái từ điển của tất cả những cái thói tốt và thói xấu. Thì mình không biết, chẳng hạn mình không biết cái nào là thói tốt, cái nào là thói xấu, mình vô mình coi cái từ điển này. Thì ông thầy sẽ cắt nghĩa rất là rõ ràng. So you have the explanation of all the good virtues and vices. So courage, he say. Courage is bravery. Tức là lòng can đảm là gì? Là sự mạnh mẽ. Undaunted spirit. Tức là mạnh mẽ trong tâm trí của mình. Sự không sợ hãi. Fearlessness. It is the quality that enables man to meet dangers without fear. So, với cái lòng can đảm đó thì là người ta, con người sẽ có thể đối phó với những cái gì nguy hiểm mà không có sự sợ hãi. Courage enlarges your resource, but cowardice diminishes them. So when you have courage, you have more inner resource. You have more like tools within you. Okay? But if you are a coward means a person that run before danger, then you lack tools when you need. Okay? Khi mà mình có cái sự can đảm đó, thì là mình có nhiều cái công cụ bên trong. Nếu mà mình mà bị nhút nhát hay là rụt rè hay là coward là gì? Coward is a hèn nhát. Nếu mà mình hèn nhát thì là mình sẽ bị mất đi những cái công cụ bên trong. Mọi người hiểu cái công cụ bên trong là gì không? You understand inner resource? What it means? Yeah. Inner resource is the positive thoughts, if you like, that comes to you when you need. Okay. Cái công cụ bên trong là gì? Tức là những cái tư tưởng tốt, rất là mạnh mẽ, tức là tích cực mà nó đến với mình lúc mà mình đang cần. Đó. Hiểu chưa? Chẳng hạn mình đang ở chỗ mình đang nguy hiểm. For example, you were in a situation is dangerous. Okay. And if you have inner resource, that means you have the capacity to tune in to your own self.
Thế mình có cái cách để mà mình tìm được cái tôi ở bên trong thật của mình á. Then at that time you'll be able to have the creativity to come up with some solution. Thì lúc đó mình sẽ có cái cách mà mình có cái trí sáng tạo để mà mình tìm được cái câu trả lời. Cái cách mà mình đối phó. Then you want a lot of inner resource because there's a lot of situation in life very difficult. Mình cần rất nhiều những cái công cụ bên trong để mà giúp mình, tại vì bề ngoài rất là khó khăn, nhiều chuyện đó. Bữa nay tôi đâu biết tự nhiên phải dịch cả 2 tiếng đâu, đâu có định như vậy đâu, tự nhiên cái không có cái interpretation. So last minute I did not know there is no interpretation today. So I have to face it. They say, okay, I'm going to create a new Zoom. Then I will ask everybody to transfer. So, oh, too much difficult. So I said, okay, I do the two languages, no problem. So inner resource, tức là công cụ bên trong. So you know that you have unlimited power within you. Mình phải biết là mình có cái sức mạnh không có ngừng ở bên trong mình. Có rất nhiều cái sự thông thái, có rất nhiều cái sự hiểu biết, có rất nhiều cái sức mạnh. You have a lot of knowledge, you have a lot of wisdom within you. Within you means what? In your spirit, means inside of you there is your spirit. Mình có cái tâm hồn của mình bên trong. Nếu mà mình nhớ đó thì tự nhiên nó được hết, cái gì cũng được hết. So if you remember this inner spirit of yours inside of you, then everything is possible. Mọi sự đều có thể được hết. Muốn gì được nấy. Muốn làm gì cũng được. Có cái trí sáng tạo. Sự không sợ hãi. Thì cái gì cũng được hết. Nhưng mà nếu mà mình không có nhớ cái gì bên trong của mình thì là mình mất hết. So if you don't remember that true self within you, then you lose everything. You are afraid. And when you are afraid, you paralyze. Khi mà mình sợ hãi thì là mình sẽ trở thành tê liệt, tê cứng. Cái đầu nó cũng có thể tê cứng, tê liệt, tức là nó không có nghĩ được cái gì hết. So you cannot even think of anything. You need to be able to know within you that you have this incredible inner resource. Tức là mình phải nhớ là mình lúc nào cũng có rất nhiều câu trả lời nó ở bên trong. Bởi vậy, that's why you have the picture of Durga. 10 arms, 8 arms. These are all your inner resource. Tất cả những cái điều mà mình cần thiết nó nằm đây. Okay. Sự không sợ hãi. If you are brave, you're not afraid. Then you'll be able to find the answer. Thì mình sẽ tìm thấy được cái câu trả lời. So why is this a female? A beautiful female, Durga is beautiful female. Tại sao lại như thế? Tại sao là một cái người nữ mà nhiều tay? Tại sao lại người nữ? So the female represent your inner power. Cái năng lượng bên trong của mình. Nhiều tay tức là nhiều cái cách giải quyết. Many arms represent
many different ways how you can solve any problem. Okay. Many ways how you can be positive. Nhiều cái cách để mà mình có thể trở nên tích cực. Okay. Không thế này thì thế nọ, không thế này thì thế nọ, như là mình đánh nhau vậy. Mình có nhiều vũ khí, cái này mình thử cái này, mình thử cái này, mình thử cái này, mình thử cái này. À, khi mà mình đánh nhau với cái những cái tinh thần tiêu cực của mình. When you fight with your own mind that is negative, you have to try this thought. It doesn't work. This one, it doesn't work. This one doesn't work like this. So you try many different kinds. Yeah? And then one work. Yeah? Sometimes you are too strong, it doesn't work. Yeah. So then you have to be softer. Then all of a sudden it works. Okay. So that is your what it takes you to be able to solve all your problems in life. Cái mà mình cần thiết nhất để mà mình có thể giải quyết tất cả những vấn đề của mình. Tức là cái sự đa dạng. Yeah. What you need most is the multiplicity of inner resource. Okay, đa dạng của tất cả những cái sự suy nghĩ. Tại tất cả đều là suy nghĩ hết mà. Everything is just your thoughts. What you're afraid of is just your thoughts and your imagination. Cái gì mà mình sợ hãi đều đến từ cái sự tưởng tượng của mình hết. Hoặc là tưởng tượng, hoặc là cái gì trong quá khứ nó ám ảnh mình. Or something in your past that you are used to, that makes you remember, and then you become afraid, and you become anxious, and you become worried. Okay, mình lo âu, những cái gì nó làm thì mình lo âu, nó không có lý do nhưng mà mình cứ lo âu, nó đến trong cái tiềm thức của mình. That's why you need to be able to have the capacity to counteract. Every negative thought that come, mình phải lúc nào mình cũng có thể mình đối chọi lại, mình đối chọi lại tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong mình. Nó tiêu cực một cái mình đối chọi lại bằng cái tích cực. Nó tiêu cực nó đối chọi lại một tích cực khác. Nó lên 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 dồn dập. Because when you are negative, you don't have just only one negative thought. You have many negative thoughts at the same time and together like a gang. Đúng không? So when you are negative, khi mà mình tiêu cực, không phải chỉ có một suy nghĩ thôi, một tư tưởng tiêu cực thôi, không phải. Nó rất nhiều tư tưởng tiêu cực, nó đi cùng với nhau là một đám bạn với nó vậy đó. Một đám bạn tiêu cực. Thế đó nó càng ngày nó càng mạnh. So they are very strong. Yeah. Thành ra mình phải cần nhiều cái tay của bà Durga. Then you need a lot of arms of Durga, yeah, in order for you to be able to do this, many thoughts at the same time that is positive, yeah, so that you can counteract the numerous negativity expressions of your own mind. Okay? So, Swami Sivananda said, the word courage in Sanskrit is abhayam. We have one lady here called Abhaya, fearlessness. Abhaya, who gave you the name? Who gave you the name Abhaya? I think you did. I did? Yeah. Very good. So, Abhaya is courage or fearlessness. That's it, mạnh mẽ. No spiritual progress is possible without courage. Không thể tiến tới trong con đường
yoga của mình nếu mình không có sự can đảm. Courage is an essential of high character. Cái sự can đảm nó là rất là quan trọng để mình có một cá tính tốt, cá tính mạnh, cá tính cao. Courage triumphs and succeed. Courage conquers. Cái sự can đảm nó sẽ làm cho mình được thành công. Nó sẽ chiến thắng tất cả mọi sự. Courage is that quality of mind which enables men to encounter danger, opposition and difficulties. Mình cần cái sự can đảm để mà có thể mình đối phó với là những cái điều gì nó nguy hiểm. Và nhiều khi người ta chống lại nữa, cái sự chống đối. Tại vì trong đời sống không phải ai cũng theo mình đâu. Sometimes you have to face the opposition. Not in life, not everybody follow you or support you. Okay? And sometimes you encounter difficulties. Mình có những cái sự khó khăn, nhưng mà phải có cái lòng can đảm thì là mình mới có thể đối đầu được. So courage comes with calmness. Cái sự can đảm nó đến với cái calmness là cái sự bình an trong tâm trí, tức là nó cái tâm trí mình phải vững thì mình có sự can đảm. Okay. And without depression, tức là khi mà when you are courageous, you don't have depression. Khi mà mình mạnh mẽ đó, thì là mình không có depression là gì? Là chán đời. Depression là bị mất tinh thần. Khi mà mình mạnh mẽ thì mình không bị mất tinh thần. Cái chữ tiếng Việt nó rất giỏi, nói là mất tinh thần. In Vietnamese, there is a word, you lose your spirit. So when you are courageous, you don't lose your spirit. A courageous person is cool and calm. Cái người mà mạnh mẽ thì lúc nào cũng rất là bình an, điềm tĩnh. And at the very time of danger, he's extremely serene. Khi mà lúc đang nguy cơ nhất, những người đó lúc nào cũng rất là bình tĩnh. He's resolute minded. What that means? He's determined. So he has the capacity to want something and do it and determine. He said that you want to become a good person or a great person. Nếu mình muốn làm một cái người mà mình làm một cái người lớn, người mà lớn nhưng mà người quan trọng. You need physical courage and moral courage. Thì mình cần hai cái điều. Physical courage, tức là mình có sự mạnh mẽ bên ngoài. Moral courage là cái sự mạnh mẽ ở trong cái đạo đức của mình. Ông nói rằng he said moral courage is higher and more difficult than physical courage. Mình phải có cái sự mạnh mẽ ở trong cái tâm linh của mình. Some people they have physical courage, but they don't have moral courage. Nhiều người có cái sự can đảm ở bên ngoài, nhưng mà họ không có cái sự can đảm ở trong cái đạo đức của họ. True courage is not brutal force. Ông nói rằng true courage, tức là cái courage, cái sự can đảm thật, nó không phải là cái bề ngoài. Nhưng mà this is firm resolve of virtue and reason. Nó là cái sự quyết tâm ở bên trong để làm điều tốt bên trong. Cái người mà, chẳng hạn người đánh nhau trên chiến trường, họ có
cái sự can đảm. So like you have soldier, you know, they have courage. Yeah, they hold a gun and they have courage. Yeah? But the courage of an aspirant or a sage or a saint is sattvic. Nhưng mà cái người mà là người yogi hay là người thiền hiền triết hay là người vị thánh cũng có rất nhiều cái can đảm, nhưng mà cái can đảm đó là can đảm nó sattvic, nó thanh khiết hơn. Have the courage of your conviction, tức là mình phải có cái sự can đảm của cái lòng tin của mình. Have the courage and act up to or consistently with your view and opinion. Tức là mình phải có cái can đảm để mà mình sống cho nó đúng với cái quan điểm bên trong của mình. Người nào mà có cái can đảm, if you have the courage, you become a hero. Nếu mình có lòng can đảm, mình sẽ là một người anh hùng. If you have courage, you can accomplish anything. Nếu mà mình có cái sự can đảm, thì mình có thể làm bất cứ điều gì. So I would wish you for next year to have courage, so you can accomplish everything that you want. Okay? Tôi mong tất cả mọi người trong năm tới sẽ có cái lòng can đảm để mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ok? Không phải là ngu ngốc mà làm gì mình muốn một cái điên rồ, không phải như vậy. So I did not wish you to do things that is foolish. As you say, under courage, Swami Sita say, I need to be courageous, so I'm going to jump in front of the car. Huh? I didn't say that. Thôi không có nói là mọi người, bây giờ mọi người phải can đảm tự nhiên nhảy ra trước cái xe nó đang chạy. Không phải tôi nói vậy đâu nha, đừng có lại lấy lỗi cho tôi nha. So I didn't say that. Yeah. So I say the inner courage to face what you need to face. Okay? Because it's terrible fear. We have so much attachment, so we have a lot of fear. Mình có rất nhiều cái sự gắn kết, thành ra mình rất có nhiều cái sự sợ hãi. Đúng không? Gắn kết nó đem đến sự sợ hãi. The attachment brings the fear. So think about yourself and you see a long list of fear because a long list of attachment. So you have a lot of attachment. Mình có rất nhiều sự gắn kết. Cái sợ hãi nhiều nhất là ông thầy Sivananda nói là cái sợ hãi bị chỉ trích. The fear, the biggest fear, Swami Sivananda said, is a fear of public criticism. Sợ người ta nói xấu về mình, sợ người ta chỉ trích mình. So this is the biggest fear. Okay? So you have to face that. If you live according to yourself, honestly, yeah, strong, then you will not be afraid. What will people say? You will just continue. Okay? Nếu mà mình sống cái đời sống nó rất là trung thực, đúng với cái gì mình nghĩ, thì người ta nói gì nói kệ người ta, mình cứ tiếp tục sống thôi, đâu có gì mà sợ đâu. Không? Và nhiều khi mình muốn chiều tất cả mọi người, mình muốn có cái ý tốt cho mọi người vậy, ca ngợi mình, thế là mình rất sợ. So you're afraid because you want people to praise you only, you want to please everybody, that's why you're afraid. Okay? So you need to have detachment in order for you to have courage. Bởi vậy mình phải vun trồng cái sự tách rời thì mình sẽ có cái sự mạnh dạn. Detachment means you stay in the truth of yourself. Cái sự tách rời là gì? Tức là mình phải đứng vững trên cái tôi thật của mình. And then you need to let go of all the superimposed idea of who you think you are. Thì mình phải thả lỏng tất cả những cái ý mà mình nghĩ rằng người ta muốn mình là như vậy. Cái ý mà mình tự mình úp chồng lên chính mình. You have to let go of this idea.
So then you can have detachment, tức là mình lúc đó mình sẽ có cái sự tách rời. Rồi từ cái sự tách rời mình sẽ có cái lòng can đảm. So when you be able to detach, you will have the courage. Is it okay? This is a key important sentence here. You can have courage only when you be able to be detached. Mình có thể có lòng can đảm nếu mà mình có thể tách rời. Okay? So now he gave a few opposite. Okay? Cowardice, tức là hèn nhát. Fear, sợ hãi. Timidity, rụt rè. Opposite of courage. Shyness is opposite of courage. Nếu mà mình nhút nhát thì là mình không có can đảm. So what you need to do? You need to meditate on the opposite quality. Mình phải nghĩ đến cái điều ngược lại của sự nhút nhát, sợ hãi. So mình phải nghĩ ngược lại. Thì bây giờ mình nghĩ đi. Cái khi mà mình làm việc, so when you do work, if you do work with the spirit of karma yoga, nếu mà mình làm việc với cái tinh thần làm karma yoga, that means that you offer all the result. You just do your duty, you let go of everything else. Success or failure. Yeah? Then you'll be able to apply the courage in your work. Nếu mà mình làm việc mà mình có cái tinh thần là mình lúc nào cũng cúng hiến tất cả, không vì cái tôi thôi, thì lúc đó mình sẽ có cái can đảm trong công việc. Ok? Chứ nếu mà mình sợ người ta chỉ trích mình thì mình không có làm việc gì được hết. So if you are afraid all the time of success or failure and people criticism in your work, you will not be able to do anything. Okay. The second thing is bhakti yoga. How you apply courage in bhakti yoga. So you can you have to have the courage to listen to God and to follow Dharma. So mình phải có cái lòng can đảm mà mình có thể nghe được cái tiếng nói bên trong và mình có thể theo được cái con đường đạo đức. Okay? Otherwise, you would not be able to be a devotee. Thì nếu không thì mình không có thể mình theo được cái lời nói của Đấng Tối Cao, nó ở bên trong của mình. Mình phải có cái lòng tin. You need to have faith. Yeah. In order for you to have courage. You don't have faith, it's very difficult to have courage. Okay. And so it's just in Raja Yoga, you need to be able to replace opposites. So one thing you can do, Swami Sivananda say, you write the word Om courage and put it on your wall, he said. Ông thầy Swami Sivananda nói rằng mình cứ viết cái chữ Om can đảm và viết cái chữ rất lớn để trong cái tường, treo lên cái tường của mình. Mỗi ngày mình mỗi nhìn. Every day you just look at this word, Om courage. Can đảm. Then you become courageous. Okay? You have to think about something in order for it to happen. Mình phải nghĩ đến cái điều gì mà mình muốn thì nó sẽ xảy ra. Nếu mình không nghĩ đến nó thì nó sẽ không xảy ra. You have to think of what you want. If you want to build up courage, then you need to think about it. Okay? Over and over again. That's why you put the picture, the word in front of your eyes.
You have to think about it again and again, because you have maybe that quality of being shy or being afraid. Okay, so then you have to think about it a lot. Okay, and in Jnana Yoga, Jnana Yoga says, Jnana Yoga means the self-inquiry path. Then you need to be yourself. In Jnana Yoga, you need to be yourself. If you practice Jnana Yoga, you need to be yourself. Thì khi mà mình muốn thực tập cái đường lối thứ tư đó, Jnana Yoga, thì là mình phải lúc nào cũng mình phải là mình. You have to be yourself. Mình phải là mình. Chứ nếu mà mình tưởng mình là người khác hay mình úp chồng trên mình những cái gì mà không phải là mình thì là mình không thể là mình được. So you need to be yourself. You cannot superimpose within on top of yourself all this idea that you created for yourself. Okay? So then you cannot be courageous, because you are all the time trying to cover up and try to play a role that is not yourself. So better just let go. Better to let go all this. Then you can be yourself. Okay? Be yourself is the strongest quality. Nếu mà mình là mình thì đó là cái điều tốt nhất. Không phải là cái tôi ích kỷ của mình, nhưng mà cái sự thật của mình. You need to be the truth of yourself. Plain, yeah, fearless. So you need to be yourself, plain and fearless. Mình phải là mình, mà không có gì giấu giếm, không có gì sợ hãi. Lúc nào cũng thẳng thừng, thẳng thắn, thì là mình không có gì mình sợ hãi hết. But if you play a game of yourself, mà nếu mà mình cứ chơi với những cái vẻ mặt bề ngoài của mình, thì lúc nào mình cũng sợ hãi là người ta sẽ tìm ra cái sự thật về mình. So you're afraid of people will discover who you are under the surface of who you projected to be. Who you project yourself to be. So then you are all the time afraid that people will discover. Yeah? So you're not yourself. Okay? It's much better that you accept yourself. Mình phải chấp nhận mình. And just be yourself. Okay? No sense of inferiority nor superiority. You let go of this idea of inferiority. I'm worse than this person. I don't feel good. Or I'm better than this person. All this, you need to let go. All the idea about yourself. The more that you be able to let go all idea about yourself, the more you are strong and powerful. Okay? So people think the opposite. They think that the more that they hide under some idea about themselves, the more they be strong. Nhiều người họ nghĩ ngược lại, tức là mỗi lần mà họ cảm thấy như là họ trốn tránh ở dưới những cái hình thức bên ngoài của họ, hay những cái tên gọi của họ, hay cái gì mà họ tưởng là họ sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng mà nó ngược lại. Mình càng có nhiều những cái tên gọi, những cái hình thức đó thì là mình càng yếu đuối hơn. Tại vì lúc nào mình cũng bị, mình không có rõ, như là mình chơi mà nó không có rõ thật, nó không phải là sự thật. So you need to be able to be open and fearless. And whatever you are, you are. You're gonna be something different. Okay? So, nếu mà mình cứ thẳng thắn thì là mình là mình. Mình không có làm giả mình. You understand? You are who you are. You are who you are. Yeah. Maybe people don't understand who you are, but you understand who you are. Mọi người không có biết mình là ai, nhưng mà mình biết mình là ai. You don't have to play any game. You don't have to pretend anything.
Mình không phải, không cần phải chơi một cái trò nào hết bên ngoài. Không có gì mà sợ hết. You don't have anything to be afraid. That's it. Cái quan trọng nhất là đó. So you need to have the courage to be non-violent. Mình phải có cái lòng can đảm thì mình mới sống được với cái tinh thần ahimsa, tức là không bạo lực. Okay. Không bạo lực. Mình có nhiều can đảm lắm. Những người mà họ la lối rồi họ bạo lực đó, tại vì họ không có cái lòng can đảm, họ thiếu cái lòng can đảm. So the people that are violent and screaming and fighting and beating, they don't have the power of ahimsa. They don't have the power of courage. Okay? But if the person is courageous, they are very quiet. Yeah? They're calm, they're quiet, you know, and people are afraid of them. They're afraid of their quietness because they are real. Yeah? Courage helps you to become real. To become yourself. Nếu mà mình can đảm thì là mình. Trời đất ơi, nếu mà mình là mình còn sợ gì nữa? If you are yourself, you're not afraid of anything. Yeah? So you need to have courage to follow ahimsa. Mình phải có cái lòng can đảm mình mới theo được cái không bạo lực. Mình phải có lòng can đảm mình mới theo được cái sự không nói dối. If you have courage, then you cannot tell lies. You be truthful. Mình phải có sự cái courage to follow control of the brahmacharya. Mình cũng phải có cái can đảm thì là mình mới đứng lên mà mình kiểm soát được cái tình dục của mình mà nó kéo mình xuống làm những điều sai. So you need also courage in order for you to not steal. Okay. Mình phải có lòng can đảm thì mình mới không có trộm cắp. Tức là trộm cắp tức là gì? Mình lấy những cái gì mà không phải của mình. Đúng không? Mình như khi mình giả cái này giả cái nọ. And you need to have courage also to live simple and not to accumulate stuff. So you mình phải có lòng can đảm mình mới sống đời sống rất là giản dị mà không cần phải rất nhiều đồ này nhiều đồ nọ. Tại mình càng nhiều đồ này nhiều đồ nọ tại mình có sự sợ hãi. You are more afraid when you accumulate things. Yeah? When you have a big house and big car and big everything, then you feel, oh, I'm courageous. Yeah? But you depend on object to be courageous, and then these objects can disappear. But if you live a simple life, you can be courageous. Nếu mà mình sống đời sống rất là giản dị, mình không cần gì hết, mình không sợ gì hết. Thì mình đâu cần gì đâu. So it takes you courage to have self-knowledge. Khi mà mình có cái sự thông thái đến từ bên trong thì mình can đảm. Mình can đảm để mình giữ nó. You need to have courage in order to hold on to your self-knowledge. Yeah. Because sometimes you act like a stupid person. Because you're afraid people see that you're a great person. Well, you're a great person, you're a great person. You don't have to be afraid. So you need courage to be humble. Mình cũng cần cái sự can đảm để mà mình có thể mình có sự khiêm tốn. Sự khiêm tốn là phải có can đảm chứ không phải khiêm tốn dễ đâu nha. So it's not easy to be humble.
It's easier to be egoistic. Thật là dễ hơn để mà trở thành cái người ích kỷ. Khó hơn là trở thành cái người khiêm tốn. Đúng không? You need to be able to have courage to go against your own likes and dislikes. Cái tâm trí của mình, likes and dislikes, tức là nó thích cái này mà ghét cái nọ. Cái tâm trí của mình lúc nào cũng thích cái này, tôi thích cái này, tôi thích cái này, tôi ghét cái này, tôi ghét người này, tôi ghét người này. Likes and dislikes, plenty. You need courage to go against. Cái gì mình thích thì mình cũng không có lụy. Và cái gì mình không thích thì mình cũng không có ghét. So you need to be able to control your likes and dislikes. Not losing yourself in your likes and dislikes. It takes courage. Okay? It takes courage to have a strong will. Mình cần cái lòng can đảm, mình mới có thể có cái lý trí, ý chí và sự kiên nhẫn. You need courage to be able to be patient. Yes or no? When you want things and it takes a long time, yeah, you need a lot of patience. So right now we are, the whole world is facing the pandemic. Yeah. And sometimes it's like this, sometimes like that, sometimes changing and this and that. There's so much difficulty. So you need to have a lot of patience. Mình cần rất nhiều cái lòng kiên nhẫn để mình đối phó với cái dịch này. Nhiều khi thấy rất là mệt, đúng không? Sometimes you feel very tiring. Yeah. But you have to be courageous, to be patient. Okay? And the last point is you are the fearless Atman. Các bạn là cái Atman, tức là cái tôi thật ở bên trong. Nó không có sợ hãi gì cả. You are the fearless Atman. Now you need to keep repeating. Write the sentence down. I am the fearless Atman. Để mỗi ngày nên viết cái câu đó ra. Rồi lặp đi lặp lại. Tôi là cái Atman bất tử, không sợ hãi. Tôi là cái Atman bất tử, không sợ hãi. I am myself, the Atman, fearless. Lặp đi lặp lại như vậy. Okay? You keep repeating. So you don't fall into your old habit. Thành ra mình không có đi ngược lại vô trong cái con đường mà mình thường quen, đó là cái sự sợ hãi. Okay? So that's it. That's a little discourse on courage. Anybody has any question? Mọi người có câu hỏi gì không? I have a question, Swami. Okay, who is that talking? This is Abhaya. Okay. Sometimes you hear that you can have fear and still be courageous. Do you think that's true? Like when they say having courage despite your fear. Yeah, of course. It's not like you don't have fear, but you have courage to face your fear. So cái câu này có hỏi là vậy đó. Có người ta nói rằng mình có cái lòng can đảm trong sự sợ hãi, có đúng hay không? Bà nói thì tôi nói đúng. Tại vì không phải là mình không có sợ hãi. Mình có sợ hãi nhưng mình có can đảm trong sự sợ hãi. You understand? Mọi người hiểu không? It's like this. Fear is all the time there. Yeah. Fear of success, fear of losing, fear. Because when you are attached, you live in this life, you are attached to the body, to the mind. So fear is something normal.
Okay. But you need to have courage to face fear, to be who you are. Ok, mọi người hiểu chưa? Cái sự sợ hãi nó là tự nhiên. Tại mình sống trong đời sống này thì lúc nào mình cũng gắn kết. Thành là gắn kết đến thân thể này, gắn kết cái này cái nọ. Thành ra lúc nào mình có sự sợ hãi, nhưng mà mình phải có cái sự can đảm. Có sự can đảm thì mình sẽ chống lại được cái sự sợ hãi đó. Mình đang sống cùng với sự sợ hãi đó với lòng can đảm. You can live with the fear with courage. Ok. Somebody else? Ai nói gì nữa? Không ai nói gì hết. Xong. Ok. Mahalakshmi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mahalakshmi. Happy birthday to you. Bà Mahalakshmi ở đây. Bà ở Yoga Farm. Bà 60 tuổi. Thành ra cái birthday rất là quan trọng. So she says a birthday 60 years old. And she's very important birthday. So we sing happy birthday for her. She's at the yoga farm. She's fearless. She makes people afraid, but she's fearless. No, no, no. Okay. So now we're going to say Triambakam, okay? Om.